Chào mừng tất cả các bác đến với kênh YouTube của bên em Huyền Đô. Trong video ngày hôm nay và đây là một cây vài các cái mẫu hàng mà khách hàng đã bom hàng của cửa hàng bên em thì ngày hôm nay thì em sẽ lên để bán thanh lý cho tất cả mọi người các bác nhá. Thì trong cái video ngày hôm nay thì các bác nào mà vô tình thấy cái video của cửa hàng bên em thì các bác hãy xin cho em những cái lượt like và những cái lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bên em nhá. Thì một vài các cái mẫu vang để lên sóng cho tất cả mọi người. Thì vang micro các bác nhá. Thì đây cả quản lý nguồn đây này. Đấy, thì bên cả anh em cũng sẽ thanh lý cho tất cả các bác. Thì đây là một cái chiếc vang số Siso này. Em bán để thanh lý thu hồi vốn thôi. Đây là con VS350 các bác nhá. Đấy, đây là con VS350 này. Đấy, thì nói thật sự các bác là đây con vang này là con vang Siso này. Đấy. Thì VS350 được các bác mua ở ngoài thị trường chắc giá nó khoảng tầm 2 triệu 6 2 triệu 7. Nhưng mà trong video ngày hôm nay thì đây là cái mẫu vang mà khách bom hàng tại cửa hàng bên em. Thì em sẽ thả xả thanh lý cho tất cả mọi người nha các bác nhá. Chỉ bằng coi là con vang cơ thôi. Con vang cơ chính hãng. Chỉ giá chỉ bằng con vang cơ chính hãng. Bác nào mua trong video ngày hôm nay em sẽ xả cho anh em. Với giá là chỉ có vào 2 triệu 200 nghìn một con. Đây, bác nhá. Bác nào mua con vang này em xả cho anh em với giá 2 triệu 200 nghìn một con vang. Siso VS350 coi nhá. Đấy, đây các bác nào chốt thì liên hệ nhá. Rồi là sản phẩm tiếp theo nữa thì em sẽ lên cho anh em là cái mẫu vang của Kenwood này. Đấy, con vang này là rất xịn sò này các bác nhá. Đấy, đẹp như mới luôn. Đây khách bom hàng. Đấy, gọi là cái hộp của nó cũng không được đẹp lắm đâu. Nhưng mà con vang này nó là vang mới các bác nhá. Đấy, vang mới này, Kenwood này. Con này vang cơ lai số đấy các bác nhá. Vang cơ lai số. Bác nào mua trong video ngày hôm nay em xả cho anh em với giá là 1.250.000 các bác nhá. 1.250.000 một chiếc vang cơ lai số này, vang Kenwood nha các bác nhá. Vang Kenwood này, chung là bán hàng để giao lưu với tất cả các bác. Đấy, anh em nào mà chốt con vang Kenwood này thì bác liên hệ nó nhá. Nói chung là một vài các cái mẫu vang lên để thanh lý cho anh em. Đây là cái mẫu vang vang khách bom hàng các bác nhá. Rồi và tiếp theo nữa này, đây sẽ lên cho anh em nó một cái chiếc vang lết. Vang lếch này mà trong cái thời điểm trước ấy các bác mua nó rất là cao. Đây là hàng vang lếch này thì em vẫn thích cái tiếng của nó các bác nhá. Đó. Con vang này thì cũng có cổng quang bắt bluetooth đầy đủ, cổng USB này, ba đường chỉnh volume tinh chỉnh echo này, mic này, music này, FX350 nhá, mặt phay nhôm nhá các bác nhá. Đấy, mặt phay nhôm, cổng quang đầy đủ này, các bác có nhìn thấy này. Đấy, vẫn còn tem bảo hành vẫn bảo hành cho anh em tất cả là 1 năm thôi nhá. Vang này thì bên cả anh em đang bán thanh lý cho anh em với cái giá là chỉ có 1.300.000 thôi. Đấy, bác nào mà chốt con vang lếch này thì bác liên hệ các bác nhá. Đấy. Rồi và tiếp theo nữa thì các bác sẽ trở về với một bộ micro Zilacac này. Đấy, micro Zilacac này nhá các bác nhá. Mẫu Zilacac Milacac này K100 nhá. Thì hiện tại là cái mẫu micro này là bên cửa hàng em cũng đang thanh lý lại đây. Còn mẫu này thì bác nào mà mua em sẽ thanh lý cho anh em với cái giá là chỉ có để thanh lý cho tất cả các bác với cái giá là bán cho anh em là chỉ có vào bao nhiêu nhỉ? Mẫu này em thanh lý cho tất cả các bác là bán cho anh em với cái giá là chỉ có 2 triệu 500 nghìn thôi. Đây 2 triệu 500 nghìn bác nào mua em thanh lý cho nhá. Giá rất là sốc. Bác nào mua mẫu này nhá, giá cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, bán để giao lưu với tất cả mọi người. 2 triệu 500 nghìn nhá, bộ micro Zilacac. Và tiếp theo nữa thì đây, mic chính hãng của PSD đây. Đấy, bộ micro chính hãng rất là đẹp nha các bác nhá. Đấy, mẫu này thì hiện tại thì em đang thanh lý cho anh em với giá khoảng tầm 1.600.000. Đấy, thanh lý, đây là hàng bom các bác nhá, 1.600.000. Bộ micro PSD S12 các bác nhá, bộ micro PSD S12. Đấy. Thanh lý cho anh em giá chỉ có 600 nghìn, 1 triệu 600 nghìn thôi. 1 triệu 600 nghìn một bộ mic này các bác nhá. Đó. Rồi. Và tiếp theo nữa thì sẽ cho anh em đó là một cái chiếc quản lý nguồn này. Đấy, đây là cái mẫu hàng khách bom hàng. Đấy. Mẫu này thì hiện tại là các bác mua trên ngoài thị trường nó rơi vào cỡ khoảng tầm 2 triệu rưỡi. Đó. Nhưng riêng trong video ngày hôm nay em xả cho anh em. Đây mẫu quản lý nguồn size là 1.5U, 1.5U nhá. Con này thì tất cả các chân sắt cắm đều bằng đồng hết, không bao giờ nó bị tòe ra. Đấy, anh em chơi mẫu này nhá. Đấy, các bác xem này, được chưa? Đấy, rất đẹp luôn. Mẫu này thì các bác mua thị trường nó khoảng tầm 2 triệu rưỡi.
thì em xả thanh lý cho anh em, còn 1.500.000 do khách hàng bo. Bán lỗ luôn, cắt lỗ luôn các bác. Và tiếp theo nữa thì đây là cái mẫu vang BFK360 này, con này thì rất là xịn sò này. Đấy, bác nào mà mua trong video ngày hôm nay em bán thanh lý cho anh em với giá là 1.800.000. 1.800.000 con vang số này nhá. Nói chung là mặt mũi thì nó cũng không được đẹp lắm đâu. Đây cũng như hình ảnh này em soi cho tất cả các bác này. Đó, mặt mũi nó không được đẹp lắm. 1.800.000. Đấy, bán thanh lý luôn cho tất cả các bác. Anh em nào mà mua thì các bác có thể liên hệ các bác nhá. Đây em còn hai cái mẫu nữa để lên thanh lý lốt cho tất cả các bác này. Đây bộ micro nhá. Đây. Micro này thì bác nào mà mua em để cho anh em với giá là 3.300.000. Đấy, bác nào mà mua bộ micro Bayer này nhá. Đấy, xả cho anh em 3.300.000 thôi. Đấy. Được bao nhìn đây. Rất là đẹp luôn, để bán thanh lý cho tất cả mọi người. Bác nào mà mua thì liên hệ. Đấy, đây, còn con lưng tiếng này là bán thanh lý cho anh em giá 1.100.000. Xịn sò luôn, hàng tem của chính hãng của TD Autic nhá. Đấy. Đấy, thì vừa rồi thì em cũng đã thả cho anh em một vài các cái mẫu sản phẩm để lên bán, và bác nào mà có nhu cầu mua hàng đặt hàng từng mã thì anh em có thể liên hệ các bác nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.